Vâng, thưa quý vị, đã có thêm 2 bàn thắng được ghi trong hiệp 2 trận đấu giữa câu lạc bộ Công an Hà Nội và câu lạc bộ Viettel. Tỷ số cuối cùng là Viettel giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Một trận đấu có quá nhiều những chi tiết mà chúng ta có thể bàn luận, đặc biệt là ở hiệp đấu thứ 2. Và bình luận viên Việt Khuê là người đã dự đoán đúng tỷ số của trận đấu này, và đúng là kịch tính đã đến ở những phút cuối cùng khi mà Bùi Tiến Dũng, người mở tỷ số, cũng là người đánh đầu phản lưới nhà, và nó mang tới những phút cuối có thể nói là rất hồi hộp cho các cổ động viên của hai đội và cho cả các bình luận viên nữa, phải không anh Việt Khuê? Thực ra tôi dự đoán như vậy thôi, nhưng mà khi mà Viettel nâng tỷ số đến 2-0 thì cũng không nghĩ rằng là Công an Hà Nội có thể có được bàn gỡ. Và khi mà họ có được bàn gỡ thì cũng không nghĩ là bàn gỡ nó lại đến theo một cách như vậy, lại là một tình huống phản lưới nhà, đánh đầu phản lưới nhà của trung vệ Bùi Tiến Dũng, người đã mở tỷ số. Và Bùi Tiến Dũng ngày hôm nay ghi 2 bàn, một bàn vào lưới của đối thủ và một bàn vào lưới nhà của mình, và cả 2 bàn đều là những cú đánh đầu. Vâng. Thì nó cho thấy là bóng đá đúng là nó có rất là nhiều những cái mà chúng ta không thể lường trước được. Ngày hôm nay chúng ta thấy là ở trong trường quay thì có bình luận viên Tiến Dũng, rồi ngay đầu trận thì thủ môn Tiến Dũng mặc một cái áo giống hệt thay như áo, là giống hệt như là áo của đối thủ, cũng phải thay áo, thay một cái bộ quần áo màu hồng, và sau đó là Tiến Dũng là người mở tỷ số, Bùi Tiến Dũng trung vệ là người mở tỷ số, và Bùi Tiến Dũng trung vệ cũng là người khép lại trận đấu với một tình huống phản lưới nhà. Thì đúng là nó có rất là nhiều bất ngờ mà chúng ta không lường được trong cái trận đấu ngày hôm nay. Vâng, thế còn bình luận viên Tiến Dũng thì sao, một trận đấu mà có quá nhiều những cái chi tiết mà người hâm mộ các bình luận viên phải nhắc đến cái tên Tiến Dũng. Vâng, một trận đấu phải nói là rất là thú vị. Tôi nghĩ nhưng mà tâm điểm của trận đấu ngày hôm nay là trung vệ Bùi Tiến Dũng của Viettel. Một trận đấu mà tôi nghĩ rằng cái bàn phản lưới nhà nó chỉ khiến cho cái trận đấu nó trở nên kịch tính và hấp dẫn hơn thôi. Còn nếu mà xét toàn cục trong trận đấu ngày hôm nay thì tôi nghĩ là Viettel của trung vệ Bùi Tiến Dũng hoàn toàn xứng đáng với cái chiến thắng, bởi vì họ, chúng ta thấy là họ chơi hơn hẳn đối thủ ở mọi vị trí trên sân, và đặc biệt là cái cách chơi thì rõ ràng là Công an Hà Nội ngày hôm nay là lép vế so với Viettel. Chúng ta sẽ cùng phân tích từng bàn thắng ở trong hiệp đấu thứ hai, bắt đầu từ nâng tỷ số lên 2-0 của Đức Chiến. Đây là pha bóng sau khi mà Hoàng Đức bị phạm lỗi rất là nặng, anh bị đau, và sau đó thì Đức Chiến là người vào sân. Anh Như Thuần cũng đã có những chia sẻ với tôi về cái bàn thắng này, một tình huống mà chúng ta thấy Đức Chiến quá thoải mái để khống chế bóng ở một khu vực quá thuận lợi để dứt điểm, không anh Như Thuần? Đầu tiên, trước khi nói về bàn thắng này thì chúng ta phải nói rằng là cái đội hình của Viettel là đội hình có chiều sâu. Ngay từ đầu trận đấu thì chúng ta thấy Giovane bị chấn thương ra sân thì Viettel ghi bàn, và hiệp 2 thì sau Hoàng Đức bị chấn thương ra sân và Đức Chiến vào sân là anh ta cũng ghi bàn. Có nghĩa rằng là các cầu thủ vào sân họ đều chơi rất là tốt, và chúng ta thấy được cái bàn thắng thứ hai là bàn thắng nó gần như là quyết định cái số phận của trận đấu này. Một cái tình huống mà Viettel chơi tấn công ở phía cánh phải, nhả bóng lại cho tiền vệ phòng ngự của Đức Chiến lên, nhưng chúng ta nhìn thử xem là Đức Chiến nhận bóng trong tư thế khá là thoải mái, đẩy quả bóng đi để lấy đà. Khống chế 3 nhịp nhưng mà không có cầu thủ nào của Công an Hà Nội. Không có một cầu thủ nào của Công an Hà Nội. Thường thường tất cả nhiệm vụ của những cầu thủ phòng ngự bên phía đội bóng đang bị phòng ngự đó là họ phải lao vào bất kể đó là ai, nhưng những cầu thủ gần nhất là phải lao vào. Thậm chí trên trong bóng thế giới chúng ta còn nhìn thấy những tình huống người ta còn bay cả người vào để chắn cái đường bóng đó, nhưng ở đây thì chúng ta nhìn thấy là gì, không có ai chắn cái đường bóng đó cả. Mà trong 16m50 thì tôi nghĩ rằng với một cái lực sút như của Đức Chiến thì tôi nghĩ rằng cái cơ hội dành cho thủ môn Bùi Tiến Dũng là không cao. Chính vì vậy mà chúng ta thấy được là đấy là bàn thắng khá là dễ dàng của Viettel. Và khi mà trận đấu đã tỷ số đã nâng lên 2-0 thì tôi nghĩ rằng cái cơ hội của Công an là không còn nữa, bởi vì là cái tình huống cuối cùng nó cũng không phải là thực sự là một cơ hội cho Công an Hà Nội đâu, mà cái cơ hội của Công an Hà Nội là cơ hội mà Gustavo. Đã bỏ lỡ cái tình huống sút bóng bằng chân trái đó. Đó là tình huống duy nhất ở trong hiệp 2 mà Công an Hà Nội có thể ghi bàn được. Chúng ta đã nói về việc là sẽ có những thay đổi. Đây là cái tình huống mà anh Như Thuần vừa nhắc tới, một tình huống mà không có lỗi việt vị theo xác định của trọng tài. Gustavo băng xuống dứt điểm. Chúng ta cứ nghĩ là bóng đi vào lưới, phải không anh Tiến Dũng? Đây là tình huống anh nghĩ rằng là có thể đã có bàn gỡ cho đến khi mà bóng đi chệch khung thành. Tôi nghĩ là Gustavo đã có một pha di chuyển không bóng rất là hay. Nhưng Văn Phong phải nói là đã có một pha chia bóng cực kỳ xuất sắc ở tình huống đó. Văn Phong đã đổ người và đẩy bóng bằng cái đầu ngón tay của mình. Đây là cái pha bóng diễn ra sau đó với một cú đánh đầu pha bóng của Bùi Tiến Dũng. Tôi nghĩ rằng nếu Bùi Tiến Dũng không pha bóng ở tình huống này hoặc là pha bóng hụt thì cơ hội cũng đã đến với Gustavo, người đứng ngay bên cạnh, ngay sau lưng của Bùi Tiến Dũng ở cái tình huống đó. Đây thực ra là một cái pha bóng tai nạn của Bùi Tiến Dũng thôi. Đúng là hiệp 2 thì Công an Hà Nội đã có những thay đổi về mặt chiến thuật, tức là họ đã chuyển sang sơ đồ 4 cầu thủ phòng ngự. Nhưng những cầu thủ rút ra tôi cũng khá là bất ngờ, đó là Tiến Dũng, đó là Tô Văn Vũ đội trưởng, và là cả Xuân Nam nữa.
và những cái tên thay vào thì thực sự mà nói là họ cũng không để lại nhiều dấu ấn. Văn Thanh, Văn Toản và Phan Văn Đức là ba cầu thủ đã vào sân ngay ở đầu hiệp đấu thứ hai. Văn Thanh và Phan Văn Đức thì không để lại nhiều dấu ấn trên phương diện tấn công, còn Hoàng Văn Toản vào sân và anh có pha phạm lỗi rất là nguy hiểm, và tôi nghĩ rằng là đáng ra là phải là một thẻ đỏ pha bóng đó. Anh Việt Khuê đánh giá như thế nào một cái tình huống mà chúng ta xem lại cái pha quay chậm thì thực sự rất là nguy hiểm, một pha vào bóng của Hoàng Văn Toản, mà tôi nghĩ là với một cầu thủ trẻ trong như Hoàng Văn Toản thì có lẽ là rất không nên có những tình huống vào bóng như thế. Nó có thể mang tính triệt hạ đối với những người đàn anh của mình, đặc biệt là một cầu thủ như Hoàng Đức, một cầu thủ rất là quan trọng của đội tuyển Việt Nam. Và chúng ta thấy là chỉ vài phút sau khi Hoàng Văn Toản có cái tình huống vào bóng đấy thì Hoàng Đức đã phải rời sân. Nó cho thấy là cái chấn thương của Hoàng Đức không hề đơn giản. Và sau khi Viettel có được bàn thắng thứ hai thì máy góc máy cận của đạo diễn hình cũng đã bắt tới Hoàng Đức, và Hoàng Đức cũng không tỏ ra vui, không vui vẻ một chút nào cả. Chắc điều đó chứng tỏ là cái chấn thương của Hoàng Đức cũng sẽ có thực vấn đề. Ra đây là một cái chấn thương tôi nghĩ rằng là may mắn cho Hoàng Đức. Nếu với một cái tình huống, một cái pha như vậy mà cái lực bóng nó vào mạnh thì tôi nghĩ rằng rất dễ gãy, bởi vì là nó lại là nằm ngang, tức là cái tư thế nằm ngang đấy nó rất dễ gãy xương chảy và thậm chí cả kể cả xương xương mát nữa. Nó rất là nguy hiểm. Xem lại cái pha quay chậm là thì xem lại pha quay chậm rồi thì tôi cảm giác là dùng mình giận người. Chắc chắn là chúng ta cần tới ngày mai sau khi mà chụp chiếu thì mới biết chính xác được chấn thương của Hoàng Đức, và rõ ràng là một pha bóng mà không nên có một chút nào ở trên sân cỏ bóng đá Việt Nam, đặc biệt là với các cầu thủ trẻ có thể là vào sân thi đấu quyết tâm nhưng mà rõ ràng là phải kiểm soát được. Nếu như trọng tài mà xem mà theo sát tình huống này thì tôi nghĩ rằng thẻ đỏ là xứng đáng. Vâng, tôi nghĩ có thể trận đấu tới Hoàng Đức và Giovane đều vắng mặt, và đó sẽ là một cái trận đấu cực kỳ khó khăn cho Viettel gặp Thép Xanh Nam Định. Nhưng mà chúng ta nhìn ở góc độ nào đó thì cũng khá may cho Viettel, cho huấn luyện Thạch Bảo Khanh, bởi vì sau cái vòng 4 thì chúng ta sẽ có khoảng 2 tháng nghỉ đúng không? Đúng. Thì đó là cái khoảng thời gian mà có lẽ là cũng đủ để Hoàng Đức và Giovane có thể là bình phục và trở lại. Vâng, và thực ra là khi mà Viettel sau 2 trận hòa họ có chiến thắng đầu tiên, huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh có chiến thắng đầu tiên thì tâm lý của họ cũng thoải mái hơn rất là nhiều sau cái quãng thời gian vừa qua và để thi đấu cái trận cuối cùng ở vòng 4 trước khi có quãng thời gian nghỉ. Còn với Công an Hà Nội nó khác hẳn phải không anh Như Thuần? Thực sau chiến thắng đầu tiên trước Topland Bình Định là 2 trận đấu. Tất nhiên là gặp Công an Hà Nội và gặp câu lạc bộ Hà Nội và câu lạc bộ Viettel, chúng ta biết là có rất là nhiều khó khăn chờ đợi đội bóng này, nhưng mà chúng ta thấy là về lối chơi, về con người thì còn quá nhiều điều phải làm với đội bóng này, với huấn luyện viên người Brazil và cả với các cầu thủ. Chắc chắn là còn rất nhiều điều phải làm với Công an Hà Nội. Tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy được là ở vòng đấu thứ tư thì họ lại phải làm khách trên sân của Hoàng Anh Gia Lai. Chúng ta đã biết là trong cái lối chơi của Công an Hà Nội thì họ không cầm bóng được. Chính vì vậy mà khi gặp phải một cái đội bóng, cho dù họ thiếu vắng đi rất nhiều các cầu thủ trụ cột ra đi năm vừa rồi như Hoàng Anh Gia Lai, thì nhưng cái triết lý chơi và cái cách chơi của họ đã rất là thuần thục, mà kiểm soát bóng rất là tốt. Chính vì vậy mà đó cũng là một thách thức rất là lớn với Công an Hà Nội. Nếu như trận đấu tới mà họ thất bại nữa thì tôi nghĩ rằng là rất có thể là trong thời gian 2 tháng đó rất nhiều thứ sẽ thay đổi ở Công an Hà Nội. Công an Hà Nội 3 trận có được 3 điểm, 1 chiến thắng và 2 trận thua. Lượt trận tới thì gặp Hoàng Anh Gia Lai, 3 trận đấu, 3 trận hòa anh Việt Khuê. Ngày hôm nay thì Công an Hà Nội chơi có rất là nhiều những sự thay đổi. Và trận đấu sau thì một số cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai cũ của Công an Hà Nội như Văn Thanh thì sẽ đối đầu với đội bóng Hoàng Anh Gia Lai ở sân Pleiku. Chắc chắn là có rất là nhiều điều đáng chú ý ở trận đấu này. Một trận đấu mà Đài truyền hình Việt Nam cũng sẽ gửi tới quý vị khán giả vào dịp cuối tuần này. Vâng, cũng rất là thú vị bởi vì hai đội bóng lúc này cùng có 3 điểm nhưng nó theo những cách rất khác nhau. Một đội thì bất bại. Vâng, đúng rồi, một đội thì hòa cả 3 trận. Và đang cho thấy được những cái sự khởi sắc mặc dù là những cái trụ cột đã liên tiếp ra đi. Còn một đội bóng thì sau một khởi đầu tưng bừng họ lại gặp rất là nhiều khó khăn. Và không hiểu là sau cái thất bại ngày hôm nay thì các học trò của huấn luyện viên Fuani với rất nhiều ngôi sao đội hình nhưng chưa cho thấy sự gắn kết cần thiết thì sẽ làm như thế nào ở trận đấu làm khách sắp tới đây. Nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy là đó sẽ là một trận đấu rất là khó khăn dành cho câu lạc bộ Công an Hà Nội. Văn Thanh sẽ gặp lại những đồng đội cũ, rồi những cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đưa cho Công an Nhân dân ở mùa giải trước cũng sẽ gặp lại những đối thủ của mình. Tôi nghĩ rằng là đó cũng là một trận đấu rất là đáng chú ý. Và Hoàng Anh Gia Lai thì thực ra là mặc dù mất nhiều cầu thủ ở mùa giải năm nay nhưng mà tôi nghĩ rằng là như thế thì nó lại mang tới cái sự thoải mái
hơn cho thầy trò huấn luyện viên Kiatisak với những cầu thủ trẻ được đôn rơi lên và như với những bản hợp đồng khác đã cho các đội bóng khác mượn trở về với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai thì họ cũng có một cái tâm lý tôi nghĩ là khá là thoải mái ở giải đấu này khi mà không còn đặt nặng cái mục tiêu cạnh tranh chức vô địch nữa. Và chúng ta thấy rằng trong các trận đấu gặp Bình Dương hay là ngày hôm nay gặp Thép Xanh Nam Định thì Hoàng Anh Gia Lai cũng đá rất là hay. Ở trận gặp Bình Dương thì chút nữa họ đã giành được 3 điểm. Còn ngày hôm nay thì mặc dù bị Thép Xanh Nam Định dẫn trước nhưng trong những phút cuối cùng thì Hoàng Anh Gia Lai cũng đã có 1 điểm. Nên tôi nghĩ là cái tinh thần và cái sự vận hành của Hoàng Anh Gia Lai nó đang là khá là lạc quan ở mùa giải mới. Cho nên chắc chắn là trận đấu tới sẽ là một trận đấu khó khăn cho Công an Hà Nội. Và đó là một trận đấu rất là đáng chú ý bởi vì sau 3 vòng đầu tiên toàn được thi đấu ở sân hàng đẫy ở Hà Nội, Công an Hà Nội sẽ có lần đầu tiên rời Hà Nội làm khách. Anh Tiến Dũng làm khách ở Pleiku thì không hề dễ dàng đúng không ạ? Thi đấu ở đó thì cũng đòi hỏi nền tảng thể lực phải tốt hơn của các cầu thủ mà Hoàng Anh Gia Lai như anh Việt Khuê đã phân tích ngày hôm nay là một trận đấu rất là hay. Trước Thép Xanh Nam Định họ 2 lần bị dẫn trước nhưng họ đã gỡ hòa, ít nhất là lợi thế về mặt tinh thần. Vâng, chắc chắn là Hoàng Anh Gia Lai đang có lợi thế về mặt tinh thần và cái lợi thế sân nhà của họ nữa. Và chúng ta thấy đúng như anh Khuê nói thì cái dàn cầu thủ trẻ được đôn lên của Hoàng Anh Gia Lai mùa giải năm nay và những cầu thủ được gọi từ các đội bóng khác về họ thi đấu với một cái tâm lý, một cái tinh thần rất là thoải mái, không bị chịu bất cứ một cái áp lực nào hết. Và bản thân đội bóng thì mùa giải năm nay cũng không đặt nặng cái mục tiêu là phải chen chân vào top 3 hay là phải có huy chương hay gì. Mà ông Kiatisak thì trước mùa giải này có phát biểu là Hoàng Anh Gia Lai chỉ đặt mục tiêu vào top 5 hoặc là kết thúc mùa giải giai đoạn lượt đi, giai đoạn 1 ở trong cái top sẽ chạy đua vô địch để và có cơ hội thì mới đua vô địch thôi. Tức là cái mục tiêu của họ thì cũng rất là thoải mái, tức là chỉ top 5, top 6 thì tôi nghĩ rằng đó là một cái mục tiêu vừa tầm và cũng khiến cho các cầu thủ cảm giác là thoải mái hơn. Và một cái điều nữa là ngoài cái việc thoải mái đó thì các cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai mùa này thi đấu cũng rất là tự tin bởi vì họ mùa này sẽ có nhiều cơ hội hơn, họ được tin dùng hơn, được huấn luyện viên tin tưởng hơn và họ đang thi đấu đúng là với một cái tinh thần phải nói là rất thoải mái và tự tin. Và tôi nghĩ đó sẽ là thử thách cho Công an Hà Nội, dù Công an Hà Nội thì chúng ta biết vẫn là đội bóng sở hữu một lực lượng với nhiều tuyển thủ quốc gia nhưng mà rõ ràng là họ đang gặp rất nhiều vấn đề về cách vận hành lối chơi. Và cái mà họ thiếu như chúng ta đã nói nhiều rồi là thời gian thì cũng phải sau vòng 4 thì họ mới có khoảng 2 tháng để tiếp tục biến cái đội bóng nó trở thành một cái khối đoàn kết, một cái khối tập thể hiểu nhau, ăn ý hơn. Và vâng, chúng ta chờ đợi một cái sự mới mẻ hơn sau cái khoảng thời gian đó từ Công an Hà Nội. Vâng. Chứ còn bây giờ cái lịch thi đấu nó dài dày như thế, cứ 3-4 ngày lại một trận, các đội bóng di chuyển liên tục thì cũng sẽ rất khó để thay đổi một cái điều gì đó bất ngờ. Vâng, và một điều câu hỏi cuối cùng tôi muốn hỏi anh Như Thuần. Anh Tiến Dũng cũng đã nói về việc lịch thi đấu dày đặc nhưng có cảm giác là xem những trận đấu vừa qua thì có vẻ như là thể lực của cầu thủ Công an Hà Nội nó cũng không đảm bảo. Chúng ta thấy là ở đầu hiệp 2 tất nhiên là có thể về yêu cầu về chiến thuật nhưng mà rất là nhiều trụ cột của Công an Hà Nội chỉ chơi một hiệp hoặc là 60 phút rời sân trong những cái trận đấu vừa qua liên tục như vậy và những cầu thủ trẻ vào sân thì họ chưa đáp ứng được. Đó là vấn đề. Thực sự mà nói là các cầu thủ trẻ của Công an Hà Nội chưa đáp ứng được, nhưng tôi đặt ra một cái câu hỏi là Văn Thanh và Văn Đức ngồi trên băng ghế dự bị và sau đó thì họ vào sân ở hiệp 2. Vậy thì họ vẫn hoàn toàn đủ thể lực để có thể chơi ngay từ đầu mà. Vấn đề là tại sao họ lại phải ngồi ngoài? Đấy là một cái câu hỏi. Cũng có thể là trong tập luyện họ không thể hiện được hết cái năng lực của mình. Và với một huấn luyện viên nước ngoài thì họ rất là công bằng trong cái việc là ai là người tập luyện tốt thì người đó sẽ vào sân, bất kể cầu thủ đó là ai. Đó là cái cách của những huấn luyện viên nước ngoài. Và nếu như thực sự mà những cầu thủ như Văn Đức, Văn Thanh mà họ không thể hiện được trong các buổi tập thì quả thực là một điều mà Công an Hà Nội cần phải khắc phục ở trong thời gian vừa qua. Còn tôi nói thêm một chút nữa, đó là cầu thủ ngoại của Viettel, đó là cầu thủ trên hàng công Jefferson. Đây thực sự là một cầu thủ mà tôi khá thất vọng. Nó khác hoàn toàn với cả hai cầu thủ là Zaha và Giovane. Đây, những cầu thủ kia là những cầu thủ đã khẳng định được mình rồi, nhưng đây là cầu thủ mới và anh ta cái phẩm chất của anh ta nó cũng không rõ ràng, không cao to, không khéo léo, không mạnh mẽ. Anh ta cứ chơi đều đều như vậy. Thậm chí là kể cả có những tình huống mà anh ta còn tranh cãi với trọng tài ở một tình huống nó rất là bình thường để phải nhận thẻ. Cái cơ hội cho những cầu thủ nội là ví dụ như Dương Văn Hào, tại sao không sử dụng những cầu thủ như vậy khi mà cầu thủ nước ngoài không đáp ứng được cái yêu cầu. Tôi nghĩ rằng là Viettel cũng cần phải xem lại cái vị trí ở trên hàng công.
đó là vấn đề của Viettel từ mùa giải trước. Chúng ta thấy là Kaique hay là Pedro Paulo cũng ngồi dự bị rất là nhiều, nhưng mà cơ hội để Viettel thay đổi ngoại binh trước vòng 3 thì đã không còn nữa. Họ ít nhất phải dùng Jefferson cho tới hết giai đoạn lượt đi vào tháng 6. Và chúng ta đã khép lại các trận đấu của vòng đấu thứ 3 với trận đấu tâm điểm giữa Công An Hà Nội và câu lạc bộ Viettel. Với quá nhiều điều đáng bàn, Viettel đã có chiến thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay, còn Công An Hà Nội sẽ phải nỗ lực hơn rất nhiều. Vòng đấu thứ 4 sẽ diễn ra ngay vào cuối tuần này với các trận đấu diễn ra vào hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Sau khi đó thì V-League sẽ tạm nghỉ trong vòng gần 2 tháng và chúng ta sẽ cùng đón xem các trận đấu của vòng 4 trên sóng của Đài Truyền Việt Nam. Còn chương trình bình luận vòng 3 của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn cựu tuyển thủ Như Thuần, cảm ơn hai bình luận viên ngày hôm nay với rất nhiều những chi tiết đáng chú ý. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong các trận đấu tiếp theo của Naivo V-League năm 2023.